Hello, em xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Mọi người nhìn thấy chưa? Hôm nay em có hai sản phẩm để lên với mọi người em mọi người ạ. Đây là hai em chóe của hàng Adita nhé mọi người nhé. Hai em chóe này cao 1m2 mọi người ạ. Họa tiết vẽ bằng tay, phủ kín mình luôn. Em có một cặp mọi người ạ. Đây là một cặp này. Bây giờ em sẽ quay giới thiệu với mọi người cái bình này, cái trước này trước. Sau đó em sẽ giới thiệu với mọi người cái đằng sau của em sau. Đây chiều cao tổng thể của em này là bây giờ em sẽ đo lại cho mọi người xem này. Chiều cao tổng thể của nó là 1m2 nhé mọi người nhé. Chiều cao tổng thể của em chén là 1m2. Bụng của nó em ôm kín luôn này mọi người này. Bụng của nó là 143 nhé mọi người nhé. Vòng bụng của em này 143, triện ký đầy đủ mọi người ạ. Đây, nó họa tiết của cái nắp đó đây mọi người. Cái nắp này thì là nhau với cái kia nó khác nhau. Cái nắp này ở bên trên này nó vẽ vàng và ở chỗ này nó cũng vẽ vàng mọi người nhé. Đây, họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn mọi người ạ. Tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé, không có một vấn đề gì cả. Bây giờ em sẽ quay tổng thể cái bình này cho mọi người xem đã, xong là lát nữa em sẽ quay đến chuyện dấu của bình sau mọi người. Đấy nhá mọi người nhá, bức trước chóe này thì là vẽ tứ diện luôn mọi người nhá. Đây là vẽ đây, bức này là vẽ một cặp hạc tam trô này mọi người này, vẽ một cặp hạc tam trô và bức nó nhỏ hơn thì là vẽ hoa mai mọi người, hoa mai và một đôi chim nhé mọi người nhé. Đấy. Vậy cái này em không biết có phải hoa mai hay là hoa mai này, mọi người, hoa mai và một đôi chim đây mọi người nhé. Em quay bức to nữa. Mọi người, đây là bức này thì là vẽ xe phú quý nhé mọi người nhé. Vẽ xe phú quý và hoa mẫu đơn mọi người ạ. Họa tiết vẽ tay nổi khối lên mọi người nhé. Hai bức tranh nhỏ hơn thì là hai bức tiểu cảnh nhỏ hơn thì là nó vẽ họa tiết nó giống nhau mọi người ạ. Còn có hai bức chính to thì là vẽ khác nhau thôi mọi người ơi. Tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Vẽ kín, phủ kín mình luôn, không có một chỗ nào mà không vẽ cả. Hàng lành tít luôn mọi người. Em quay lại một lượt nữa cho mọi người xem, mọi người chú ý xem nhé. Mọi người xem video mà ai mà muốn sở hữu cặp chén này về để trưng thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Chén này là nó có xe phú quý này, cặp hạc này, rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ vàng, vẽ tay, nổi khối. Đấy, mọi người nhìn thấy cái xe phú quý, nhìn nó sang không? Quá là đẹp luôn mọi người. Chuẩn bị đến Tết rồi, mọi người sở hữu cặp này về, có xe phú quý để về phú quý vẫn lộc lá vào đầy nhà. Đây mọi người, trên này cũng ở những cái chỗ nhỏ này là cũng vẽ luôn. Đấy, bây giờ em sẽ nhấc nó xuống, em cho mọi người xem chuyện dấu. Đấy, đây nắp nó đây nhé mọi người nhá. Đây mọi người, chuyện mộc đầy đủ nhé mọi người nhá. Chuyện có cả dấu chuyện đỏ luôn. Đây. Hàng Adita nhé mọi người nhá. Chuyện đây. Đầy đủ luôn. Đấy. Tình trạng lành tít. Đấy, cho mọi người xem cái chuyện. Để bây giờ em sẽ cho cái chiếc này nó vào trong này để em cho chiếc kia ra, em quay cho mọi người cùng xem. Hai chiếc này thì là kích thước giống nhau nhé mọi người nhé. Có thể mọi người lấy cả cặp này về chơi luôn mọi người. Viền này viền vẽ vàng nhé mọi người nhé, không có một lỗi gì luôn, vẽ vàng 18k. Để em quay một mình nên là nó hơi vất vả một chút mọi người. Nếu mà trong khi mà video nó có cái phần gì mà nó
không được ấy thì mọi người thì thông cảm cho em nhé. Đấy, đây là chiếc này là chiếc thứ hai đây mọi người. Chiếc thứ hai là cái tiểu cảnh này cũng giống nhau này mọi người này. Đấy, đây em cho mọi người xem. Đây, cái bức này thì là vẽ ở phần viền này là vẽ hoa này. Đây là có một con chim, chim đại bàng mọi người. Chim đại bàng vẽ nổi khối lên mọi người nhé. Em đo chiều cao thì nó giống nhau thôi mọi người ạ. Thôi em cứ đo lại cho mọi người xem. Chiều cao cũng 1m2 nhé mọi người nhé. Chiều cao 1m2. Bụng cũng 143 mọi người nhé. Bụng 143. Em đo lại cái này, bữa nay có phải 143 không nhỉ? Đúng mọi người nhá, 143, bụng hai chiếc này giống nhau nhá, bụng 143. Họa tiết thì là hai cái bình này nó sẽ khác nhau. Đây là bức này là một con đại bàng. Đấy. Chúa tể rừng xanh nha mọi người. Đây một bức này này. Đấy. Bây giờ em sẽ quay xung quanh cho mọi người xem. Đây là bức này, bức thứ hai, bức tiểu cảnh này. Bức này bức nhỏ hơn một chút. Còn hai bức chính. Bên kia là bức vẽ đại bàng, bên này thì là vẽ một cặp hạc cam trô mọi người nhé. Đây, một cặp hạc rất là đẹp luôn. Tình trạng cặp này lành tít luôn mọi người. Họa tiết vẽ nổi khối rất là đẹp. Đấy, đây. Ở viền này thì cả hai chiếc chóe này là nó đều vẽ vàng này mọi người. Viền này và vẽ vàng này. Và ở bên dưới chân này là họ cũng vẽ vàng nhé mọi người nhé. Tình trạng lành tít luôn, quá là chất luôn phải không mọi người. Trên này là vẽ một con chim phượng này, phượng hoàng này mọi người. Bên này cũng là một con phượng vàng hoàng, phượng hoàng nữa mọi người. Tình trạng lành tít luôn, đây cho mọi người xem, không có một lỗi lầm gì cả, chuyện mộc đầy đủ. Em cho mọi người xem chuyện tiếp. Đây, hai em này đây, chuyện đây mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Chuyện đầy đủ nhá mọi người nhá, cả chuyện đỏ luôn, cả chữ ký và chuyện đỏ luôn. Đấy, đây đáy chân của nó đây, chân tình trạng lành tít, không bị một vết gì. Đây vẽ vàng nữa. Đây, bây giờ em sẽ đặt hai chiếc này song song với nhau để cho mọi người cùng ngắm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cặp chóe này nhé mọi người nhé. Em kéo cái này ra. Em quay lại. À, cái cặp hạc thì nó là một bức thì là cặp hạc nó giống nhau. Bên này là em sẽ quay lại là bên này là cái xe phú quý. Ai à, mọi người thấy chưa? Quá là chất luôn. À, bây giờ em sẽ lại em cầm máy quay để em quay lại cho mọi người xem qua một chút nhé mọi người nhá. À, này là nó cũng hơi khó nhìn mọi người ạ. Đây. Để em kéo lùi cái máy quay của em lại để quay cho mọi người cùng xem chứ. Thì vừa nãy một mình em quay nên là nó hơi khó. Đấy, đây là cái mặt để em quay đều đối xứng hai cặp bình này để cho mọi người cùng so sánh giữa hai cặp bình này nhé, xem là cái nào đẹp hơn nhé mọi người nhé. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đây này, đây bức tranh chính của nó này. Đây em quay lại cái bức nhỏ. Cái bức này ở dưới chân nhau với ở trên nắp là vẽ chim phượng hoàng nhé mọi người nhé. À, đây mọi người. Mọi người nhìn thấy chưa? Quá là phê luôn phải không mọi người? Quá là tuyệt vời luôn. Đây là bức tranh nhỏ. Thì em sẽ quay lại cái bức tranh của cặp hạc.
Đấy, mọi người thấy chưa? Đây là cặp hạc nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Vẽ rất là đẹp luôn. Trên miệng này thì là vẽ vàng này. Ở đây thì là cái bình này, cái chiếc chóe này thì là trên này là vẽ hoa mẫu đơn. Hai bên đối xứng là hoa mẫu đơn. Còn bên này là vẽ chim phượng. Chim phượng hoàng. Đây mọi người. Đấy, chim phượng hoàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Em quay lại cái bức tiểu cảnh tiếp theo nhỏ của nó để cho mọi người cùng xem nhé. Đấy. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Ở trên này, ở cái chỗ phần này thì là có vẽ thuyền. Đấy, vẽ thuyền rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người ơi, mọi người xem video của em, ai mà thích cặp chén này mà muốn liên hệ với em thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Để tranh thủ lấy về chơi nhé mọi người nhé. Gặp một cặp này, để gặp một cặp này, một siêu phẩm như này rất là khó mọi người. Mọi người ai mà muốn thì cứ liên hệ với em nhé. Thôi một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ em từ trước nay. Một lần nữa cho em gửi lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến tất cả mọi người. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé.